Tranh huy chương đồng, đó là thành tích tuyệt vời của đội tuyển Olympic Việt Nam. Chưa bao giờ trong quá khứ chúng ta làm được điều đó. Chúng ta tự hào về đội bóng của mình. Chúng ta thậm chí vào lúc này tự tin để giành chiến thắng trước một đối thủ mà trước đây chúng ta phần lớn là thất bại khi đối đầu. Về tương quan lực lượng ở giải đấu năm nay, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Bởi trong khi Olympic Việt Nam là tập hợp của những cầu thủ giàu kinh nghiệm, lại được bổ sung 3 cầu thủ trên 23 tuổi, thì Olympic UAE có tới 9 cầu thủ sinh năm 1997 và 2 người sinh năm 1998. Đội bóng này cũng chỉ mang đến Indonesia 2 cầu thủ trên 23 tuổi, nhưng không được đánh giá cao về mặt chuyên môn khi chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Về mặt lối chơi, UAE chủ yếu chơi phòng ngự phản công ở giải đấu năm nay. Nhìn chung, nếu so sánh về mặt chất lượng đội hình cũng như lối chơi, Olympic Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta được phép chủ quan. Lịch sử đối đầu ở cấp đội tuyển quốc gia và Olympic, Việt Nam mới chỉ một lần duy nhất giành được chiến thắng trước UAE. Đó là tại vòng chung kết Asian Cup 2007, khi đội tuyển Việt Nam chơi trên sân nhà Mỹ Đình. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Alfred Riddle, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Tại vòng loại Asian Cup 2013, đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã để thua UAE với tỷ số 1-2 ngay trên sân Mỹ Đình. Trận lượt về tại Abu Dhabi, chúng ta tiếp tục nhận trận thua đậm với tỷ số 0-5. Tại ASEAN 2014 tổ chức ở Hàn Quốc, Olympic Việt Nam của huấn luyện viên Miura để thua UAE ở vòng 1/8 với tỷ số 1-3. Và lần gần nhất, tại vòng chung kết UEFA châu Á 2016, UEFA Việt Nam nhận thất bại 2-3 trước đối thủ này. Ở trận đấu chiều nay, nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn dùng đội hình 3-4-3. Đứng trong khung thành vẫn là gương mặt quen thuộc, thủ môn Bùi Tiến Dũng. Án ngữ phía trên vẫn là bộ ba trung vệ Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng. Hàng tiền vệ có thể sẽ có một sự thay đổi khi Minh Vương sẽ có trận đá chính đầu tiên, chơi bên cạnh Quang Hải. Hai cánh vẫn là Văn Thanh và Văn Hậu. Hàng tiền đạo nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trao cơ hội đá chính cho tiền đạo Văn Toàn, chơi bên cạnh Anh Đức và Văn Quyết trong sơ đồ ba tiền đạo. Thành công của đội tuyển Olympic Việt Nam ở giải năm nay trên sân cỏ song hành với việc hình ảnh của đất nước Việt Nam được quảng bá rộng rãi tới bạn bè quốc tế. Đó là giá trị không thể cân đo đong đếm được. Chúng ta hãy cùng nghe một câu chuyện từ trường học tại Indonesia trong buổi tập cuối cùng của đội tuyển Olympic Việt Nam trước trận đấu để cảm nhận rõ thêm điều đó. Không phải cuối tuần, nhưng hôm nay các học sinh của trường quốc tế Sekolah Pelita Harapan được nghỉ học. Đơn giản hôm nay ngôi trường nằm tại khu vực yên tĩnh tại Bogo đón những vị khách đặc biệt, đội tuyển Olympic Việt Nam. Từ thầy cô giáo cho tới các học sinh nước ngoài và cả những học sinh bản địa, tất cả chăm chú theo dõi buổi tập của thầy trò viên Park Hang-seo. Những gì mà đội tuyển Olympic Việt Nam thể hiện không chỉ tạo ra hiệu ứng lớn ở Việt Nam mà còn với cả bạn bè trong khu vực. Ngay sau khi biết đội tuyển Olympic Việt Nam có kế hoạch tập luyện tại đây, nhà trường đã quyết định cho các giáo viên và học sinh nghỉ học buổi sáng để theo dõi đội tập luyện. Chúng tôi biết huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ là những người rất nổi tiếng. Đây là một trải nghiệm quý giá với các em trong quá trình học tập và giúp các em có thêm ước mơ, hoài bão. Em rất phấn khích khi hôm nay được thầy huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Olympic Việt Nam. Em muốn có chữ ký lắm, mà xấu hổ, nên chắc là chẳng dám xin đâu. Nhiều bạn học cùng thì không ngại như Jeong Park. Các em ngồi đợi để xin chữ ký của huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ. Một vài người đã thành công. Còn ngôi trường Sekolah Pelita Harapan thì cũng có một kỷ niệm đáng nhớ. Đó là quả bóng có chữ ký của toàn đội Olympic Việt Nam. Quả bóng sẽ được đặt trong phòng truyền thống của trường và thúc đẩy học sinh ở đây thêm yêu mến và tập luyện thể thao. Những hình ảnh này chắc chắn là làm chúng ta cảm thấy rất là vui sướng và rất là tự hào. Chúng ta vẫn rất là kỳ vọng vào trận đấu chiều ngày nay. Nhưng mà kết quả dù thế nào chăng nữa thì chắc chắn những điều mà các cầu thủ chúng ta đã làm được đã là kỳ tích rồi. Tôi nghĩ rằng là đội tuyển đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ đó mới là điều tuyệt vời. Cảm ơn anh Quang Vinh. Vâng, cảm ơn anh Hạnh Phúc.